Hey, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official ha. Thì khi mà các anh chị chạy máy khởi hành máy ô tô thì trong một thời gian thì nó cái kẹt giấy là chuyện bình thường rồi ha, kẹt giấy là chuyện bình thường. Nhưng mà nó có một cái hiện tượng mà các anh chị để ý thì lâu lâu các anh chị sẽ thấy cái máy của anh chị nó sẽ bắt đầu nó có cái hiện tượng này. Thứ nhất là khi mà nó phô tờ giấy á, khi mà phô các anh chị sẽ thấy nó hai mặt như thế này. Nhưng mà nó cuốn hai tờ, cái mặt một nó phô ở đây và mặt hai nó phô ở đây, còn chính giữa nó là hai tờ thế này ha. Rồi đến một lúc á, các anh chị sẽ thấy là nó sẽ cuốn thế này ha. Nó cuốn theo cái dạng mà nó giống như vậy. Thì ở đây cũng có một phần chữ ha. Ở đây cũng có phần chữ, còn ở đây thì nó ở phần đây này, là nó trống như thế này ha. Thì đợt kia rồi cái máy của mình chạy á, các anh chị biết là cái máy của mình chạy nó cũng bị tình trạng đó ha. Và mình rất là bực mình, phải nói là rất là bực mình. Nhưng mà đến khi mà mình cái đúng cái lúc mà cái giấy nó bụi nhiều ở đầu, xong cái mình đầu mình mở cái bộ bánh xe cao su lấy giấy ở dưới á, ra trong cái cụm khay lấy giấy á, trong cụm lấy giấy á, thì các chị thấy nó bị khuyết hai cái này. Và nó mòn rất là rõ, nó mòn khuyết rất là sâu ha, rất là rõ này. Các anh chị thấy bây giờ đang chị thấy không, nó khuyết đây cái nè, rồi sau đó nó khuyết đây cái nữa nè. Thì khi bánh xe mà nó khuyết vậy rồi, tức là nó đã lâu rồi nó khuyết, thì khi đó thì nó sẽ không có còn độ chính xác để bắt một tờ giấy nữa. Giờ đó nó sẽ bắt hai tờ giấy luôn, một lần nó bắt hai giấy, còn có khi nó bắt 4-5 tờ giấy luôn à. Nên do đó mà khi mà các anh chị và các bạn gặp với cái tình trạng đó, với cái tình trạng thế này, thì các anh chị hãy tháo cái bộ phận lấy giấy ra, các anh chị kiểm tra à. Trước mắt là chúng ta vệ sinh, và sau đó các anh chị khi đôi khi nó sẽ mò một chút xíu thôi, hoặc là nó khuyết một chút xíu, các chị không để ý, các chị lắp lại thì nó có cái hiện tượng, ví dụ như là nó hay bị trượt giấy. Ngoài cái trượt giấy, cái nguyên nhân nó là bụi nó bám trên cái lưu lô này rồi thì không nói ha, còn có nhiều nữa đó là nó bị khuyết như thế này nè, khi đó nó bám đôi khi nó bị trượt, nó không lên giấy được ha. Và khi mà các anh chị kiểm tra thì các anh chị nên cầm cái cục này, các chị nhìn về phía này coi thử là cái vòng tròn nó có đồng đều hay không nè. Nếu mà nó bị khuyết thì các anh chị nên thay cái mới đi, chứ còn nếu mà không thì nó sẽ không có đảm bảo được các anh chị chạy, và nó sẽ cái gây ra tình trạng đó. Và mình cũng đã kiểm tra, mình phát hiện là mình thay cái này và cái tình trạng đó nó đã hết rồi. Thì đây là một trong những nguyên nhân mà phải nói là lâu lâu nó mới gặp thôi, chứ không phải là cái máy của mình thường xuyên. Tại cái bạn biết là cái bộ cao su này là lấy giấy này xài rất là lâu ha, xài rất là lâu, cho nên không phải là nó thường xuyên đâu, nhưng mà sẽ có một lúc các chị và các bạn sẽ gặp cái trường hợp như vậy. Còn đối với khi mà các chị và các bạn mua cái cao su này thì các anh chị nên chú ý là đôi khi các anh chị mua về thì các anh chị nó vẫn có tình trạng rách, gọi là cái gì, dấp giấy, hoặc là nó bám vẫn trượt nha, chứ không phải là các anh chị mua về là cái nó được lắm. Tại vì cái này không phải nó đi theo bộ rinh của nó, mà nó là dạng đúc riêng ấy. Nên là có cái nó sẽ bị cái tình trạng đó. Nên do đó tốt nhất các anh chị và các bạn nên mua ở chỗ nào mà cảm thấy mà cái anh thợ đó anh đã có nhiều kinh nghiệm rồi, hoặc là chỗ đó nó bán có nhiều kinh nghiệm rồi, thì họ sẽ biết được cái dòng nào nó sẽ tốt hơn ha, nó sẽ tốt hơn để khi các anh chị lấy về các anh chị thay. Hoặc là ví dụ như trong quá trình các anh chị làm, các anh chị ấy á, các anh chị thấy nó bị có vấn đề gì, kẹt giấy hay là trượt giấy gì đó, thì các anh chị có thể đảo từ cái bộ cao su này, các anh chị đảo qua, cũng có thể là đảo từ cái lớn ha, chúng ta đảo qua cái bộ phận khác, hoặc là cái nhỏ chúng ta đảo qua đâu lại. Tại cái máy chúng ta tới, nếu mà tính ra nó có 4-3 bộ giống nhau, tức là bộ khay 1, khay 2 và khay 3, còn khay bát á, nó chỉ có giống nó 1-2 cái thôi, còn có một cái nó riêng nha ha. Nên do đó các anh chị các bạn thấy không? Và đợt kỳ rồi á, các anh chị thấy là cái đối với các loại, hầu như là cái loại giấy mà giấy thùng mình đang xài á, thì sau tự nhiên cái đợt này mình cảm thấy là cái bụi giấy rất là nhiều. Và sau khi mà mình kịp lấy ra phải dỗ, cái lúc trước mà lấy giấy ra dỗ hầu như không thấy bụi, mà đợt này là thấy bụi rất là nhiều à. Do đó các anh chị là khi mà các anh chị làm thì các anh chị coi thử cái giấy mình có bị bụi không. Nếu mà bụi á, thì các anh chị hãy dỗ cho nó kỹ à, rồi chúng ta bỏ vào để tránh trường hợp là nó bị dơ cái lưu lô này. Còn đối với mở cái lưu lô thì nó rất là dễ thôi. Đợt trước mình qua nói rồi, thì bây giờ mình sẽ nói lại cho các anh chị đã nói, các anh chị nào các anh chị mới ha, thì các anh chị có thể là
các chị biết. Đây, đối với mà các anh chị mới á, thì đối với cái hai cái lưu lô sấy này, hai cái lưu lô lấy cái bộ lấy giấy, bộ cao su lấy giấy ở cái khay 1, ở khay 2 và khay 1, thì các anh chị chỉ cần kéo này ra thôi. Các anh chị dỡ này lên, các anh chị dỡ này lên, các anh chị lấy cái bộ phận này ra thì phía trong này, kể cả lấy luôn cái cụm này, cái phần chứa giấy của khay 1, khay 2 và khay 3, thì nó sẽ lòi ra cái khoảng trống thế này, nó sẽ có khoảng trống. Thì các anh chị nhìn vào thì các anh chị sẽ thấy nè. Nè, bây giờ mình lấy thử cho các anh chị nha. Đây nè, các anh chị dỡ đây ra nè, chị để qua một bên. Đây, đây mình mới lấy khay 1 thôi, bây giờ các anh chị sẽ nhìn vào thì các anh chị sẽ thấy nè. Đó, cái bộ lấy giấy của chúng ta ha. Thì đó các anh chị, bây giờ các anh chị lấy luôn khay 2 thì các anh chị sẽ thấy luôn cái bộ lấy giấy ha. Còn đối với ở cái khay 1, đối với khay 1 thì các anh chị phải di chuyển ra biết lấy máy, và các anh chị mở cái nắp máy này ra, các anh chị nở nắp máy và các anh chị kéo cái phần khay 1 này ra nè, thì các anh chị sẽ thấy được cái bộ lấy giấy, bộ cao su lấy giấy của khay 1 và các chị lấy ra ha. Đó là cái cách lấy để lấy bộ cao su tháo ha, lấy cái bộ cao su lấy giấy của khay 1, khay 2 và khay 3 chúng ta vệ sinh. Rồi đó là một cái chút cái kinh nghiệm, phải nói là may là phát hiện, chứ thật ra nó cũng rất là bực mình, mà cũng không, với đầu mình không hiểu nguyên nhân tại sao luôn á. Nhưng khi mà lấy ra mình kiểm tra lại cho kỹ một lần nữa thì lúc đầu bỏ vô thì mình thấy nó tròn á, nó tròn, nhưng mà đợt rồi mình thấy phải cảm thấy là cái máy nó chạy cũng rất là nhiều, do tài liệu đại hội này kia chạy liên tục, do đó khi mà đầu nó có tình trạng như thế hết rồi, sau mình lấy ra kiểm tra thì nó bị cái này. Phải nói là sau khi từ ngày đầu, từ lúc mà thay cái này ra thì máy hoạt động nó lại bình thường, do đó là phải nói cũng rất là hiếm khi gặp với cái tình trạng như thế này, tình trạng bòn cao su này. Do đó mình muốn làm cái video này là chia sẻ một chút cái kinh nghiệm này cho tất cả các bạn và các chị khi gặp cái tình trạng máy mà nó có hiện tượng đó ha. Ví dụ như là lấy nó gấp lần, lấy 2-3 tờ giấy lên, ngoài trừ giấy ẩm ha, ngoài trừ trời mưa giấy ẩm thì có thể nó lấy được, nhưng mà khi mà nó đã trời mà còn nắng mà nó còn bị vậy thì các chị hãy kiểm tra này lại nha. Rồi mình tạm dừng video ở đây ha. Nó hy vọng nó sẽ có một chút cái kinh nghiệm lợi ích khi mà các bạn phát hiện được cái tình trạng đó thì các anh chị có thể là tự lấy trước. Nếu các anh chị vào mới vừa ghé vào kênh Tao Đồ Official này, giúp mình đăng ký kênh để cho mình phát triển ha. Bây giờ xin chúc cả các chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng đắt khách. Xin hẹn các chị ở video sau.